Đường phố thành phố Hồ Chí Minh trước giờ siết chặt ai ở đâu ở yên đó. Người dân thành phố Hồ Chí Minh đổ ra nhiều tuyến đường mua nhu yếu phẩm, thuốc uống trước giờ siết chặt giãn cách ngày 23 tháng 8 khiến một số tuyến đường đông hơn. Sau không giờ ngày 23 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh sẽ siết chặt giãn cách trên tinh thần ai ở đâu ở yên đó. Lực lượng quân đội sẽ cùng với địa phương hỗ trợ phân phối nhu yếu phẩm đến người dân. Trong giai đoạn này thành phố sẽ đẩy mạnh tiêm vaccine, lấy mẫu xét nghiệm, tách ép không ra khỏi cộng đồng để điều trị để đẩy lùi dịch Covid-19. Ghi nhận ngày 22 tháng 8 trên nhiều tuyến đường 2 Bà Trưng quận 1, đường Nguyễn Tri Phương, đường Lý Thái Tổ, đường Cách mạng tháng 8 quận 10, đường 3 tháng 2, đường Bùi Đình Túy quận Bình Thạnh.